con chào dạ anh. Chào nè, Tết này chuẩn bị gì cho con? Dạ, con chỉ mong Tết này anh con về thôi chú. Út ơi Út, có thư anh mày gửi về cho mày nè. Tết này chắc anh mày không về được đâu. Anh hai thương, đọc thư hai gửi, em mong hai đừng tự trách. Anh phải nhớ rằng em rất tự hào về công việc anh đang làm. Ngày nhỏ, em cứ chạnh lòng khi người ta hỏi Tết rồi, chuẩn bị gì chưa? Ừ thì, nhà mình nghèo, cuộc sống ngày thường đã khó nhọc, chứ nói gì là sắm sửa ngày Tết. Nhưng anh biết không, khi lớn lên em nhận ra Tết của em ý nghĩa là nhờ có món quà tình thương của anh. Một món quà giản đơn nhưng lại không có giới hạn. Vì vậy, dù anh có ở bất cứ đâu, nhưng chỉ cần biết yêu thương luôn ở bên cạnh thì mùa Tết của anh em mình vẫn rất ấm áp. Neptune, người viên ở trong tim.